Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em trao trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là các bác đã thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube Ngày Càng Phát Triển. Hôm nay là ngày 20 tháng 3, thì em xin hân hạnh giới thiệu tiếp đến các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Đờ Long với một đen là DCD755RE, dạ lâu lắm rồi em mới về tiếp tục một chiếc đầu này. Thì chiếc đầu này thì được sản xuất năm 2013. Đấy. Nó sở hữu mặt xoay ngang của nó là 43,4 cm, chiều cao của nó là 10,7 cm và chiều sâu của nó là 28 cm. Chiếc đầu này nặng 4,5 kg. Đấy. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của Sailor, rất dễ thay thế và không kén đĩa. Đấy. Ở chức năng của chiếc đầu này, ngoài đọc đĩa CD cho ra chất âm là 32 bit ra đây các bác này, 32 bit, thì nó còn kết nối được cổng USB và iPod cũng như iPhone. Bác nào sử dụng iPhone ấy thì cần một cái rắc sạc ấy, rắc sâm sạc, các bác cắm vào đây, các bác vừa cho nghe nhạc mà các bác vừa sạc điện thoại luôn. Đấy, rất là tiện lợi. Đặc biệt là Đờ Long này nó kết nối mới lại iPhone, thế nên là rất là tiện lợi để các bác sử dụng. Đấy. Mặt phay nhôm trắng dày các bác nhé, mặt phay nhôm trắng màu trắng dày, rất là dày. Đấy. Chất âm 32 bit biết rồi, rất là sạch sẽ rồi. Đấy. Sạch sẽ và chi tiết. Đấy. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để cho bác thấy ạ. Tem Đờ Long nổi này. Đấy. Mặt mũi đẹp. Chỉ có một cái vết thôi này, hơi bị bong bong sơn đến lúc nhũ mạ mà lúc bấm này. Đấy. Và đây trên này có một vết cấn nhẹ. Đấy. Và phần nắp lưng này thì tình trạng về thì cái màu trắng này thì nó có cái vết xấu này, em cũng sơn lại cho đẹp rồi, bởi vì một cái đầu có đẹp này mà để cái nắp lưng nó xấu thì em cũng không vừa mắt nhé. Đấy. Sơn lại luôn cho bác cho đẹp. Đẹp. Chùm dày đây các bác này. Đấy. Ở mặt sau đây Đờ Long DCD755RE, điện 100V, công suất của nó 22W, sản xuất năm 2013. Sơ đi máy của nó đây cũng hơi mờ một chút vì nó có vệ sinh nữa, vệ sinh nhất là lau, vệ sinh nhà lau tấm là nó hơi sapphire cái màu đen ra này. Sơ máy 30666 này, 55138 ạ. Sơ đi máy rất là đẹp. Đấy. Con này thì có đường a lốc ra, chân đường mạ vàng sáng bóng này, rồi là đường cổng quang ra. Đấy, cổng quang ra màu đỏ này các bác nhé. Đấy. Đấy. Màu đỏ là hoạt động bình thường. Đấy. Rồi. Trước tiên thì em cũng xin mở phần nội thất bên trong ra luôn để cho bác xem. Đây là phần nội thất bên trong của chiếc đồ này. Còn là rất là mới, nó có hai nguồn luôn. Tụ lọc nguồn rất là lớn này. Đấy, tụ lọc nguồn lớn. Linh kiện cao cấp các bác ạ. Máy móc thì zin nguyên bản và mắt đọc cũng zin theo máy luôn. Đấy. Rồi. Và sau đây thì em cũng xin test cái phần đọc CD trước để cho các bác được thưởng thức. Và cái đầu này đọc được cả đĩa MP3 đấy các bác ạ. Nhưng mà em không có đĩa MP3 em test. Số điện thoại của em là 0907-23269, em ở thành phố Đức, Hồ Chí Minh. Thì em cũng để số điện thoại và địa chỉ ở tiêu đề bài đăng để các bác lưu ý giúp em.
Em cho đầu đọc cái đĩa sao chép thôi nhé. Em khuyên cáo bác là lên đọc cho đọc, một là đọc đĩa sao chép này, hai là các bác mua cái đĩa 120.000 trở lên thì đừng chơi mấy cái đĩa mấy chục các bác nhé. Rồi về tại đĩa chợ nó không đảm bảo chất lượng đâu ạ. Đã nhận. Pháo vang đêm giao thừa.
chức năng đọc đĩa CD của chiếc đầu này hoạt động hoàn hảo. Và sau đây thì em test cái chức năng đọc USB các nhé. iPhone em không có, em không có tiền mua iPhone nên em không có iPhone test cho các bác. Nhưng mà để em test cái cổng này là nhận các nhé. USB. Rồi, đã nhận. We'll be right back.
Chức năng đọc của cổng USB này hoạt động hoàn hảo các nhé. Thì khi chúng ta một là dùng đĩa CD và chuyển sang USB thì các bác nhớ cái nút stop này và sau đó là chọn xuất xua này để chuyển sang. Đây ví dụ đang USB thì em chuyển sang CD đây. Đấy, nó sẽ chuyển sang CD. Và CD muốn chuyển sang USB thì em nhấn lại lần nữa thì chuyển sang. Và các thao tác thì các bác nhớ nút stop để chuyển sang các bác nhé. Đấy. Thì giá của chiếc đầu này em bán với giá là 4,2 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho các bác khi chuyển đủ tiền. Ở bên em thì không bán hàng ship COD, mong các bác thông cảm. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Số điện thoại của em là 0907-223-269, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn các bác ở video sau ạ.